Vinhome Riverside là một cái khu vực rất là VIP, rất là đẹp và nổi tiếng là dành cho giới thượng lưu ở khu vực này. Đã đang chứng kiến trước cổng. Trước khi vào cổng thì chúng ta sẽ thấy rằng khung cảnh trước cổng này, mọi người có thể thấy rằng là rất là nhiều cây xanh, đường rất là đẹp, ô tô đỗ hai bên. Đó, bên này cũng thế, rất đẹp. An ninh ba lớp. Đó, đẹp, cực kỳ riêng tư. Không hề có nghe thấy bất kỳ tiếng còi xe, xe máy hay là gì cả. Mà thay vào đó là chúng ta đang nghe thấy tiếng ve kêu vào những ngày chớm hè. Rồi, xin mời quý anh chị cùng với Đạo vào tham quan căn biệt thự trong ngày hôm nay. Thì trước mặt Đạo đây là cái khu vực sân của căn biệt thự. Một khu vực sân rất là đẹp, rất là rộng, có thể để được một chiếc ô tô thoải mái như thế này của gia chủ. Đó, thì xung quanh đây gia chủ đã trồng cây vòng quanh này. Đó, một chiếc cây mít ở chỗ khu vực này. Và có rất là nhiều cây, đèn điện rồi trang trí cực kỳ đẹp. Với mỗi người dân Việt Nam ta thì hầu hết là đều mong muốn có một cái căn nhà thấp tầng và có một cái sân trước nhà như thế này, rất là đẹp. Có thể để xe ô tô, có thể để xe máy và có những cái sân như thế này cực kỳ đẹp và thoáng nữa. Rồi, xin giới thiệu với lại quý anh chị, đây là căn biệt thự hoa sữa Vinhome Riverside với tổng diện tích cái khu đất này là 256,6 m2 và được xây làm 3,5 tầng. Đó, và cái diện tích xây dựng của nó lên đến là 449 m. Và diện tích mặt sàn ở bên trong này sẽ là 111,9 m. Thì xin mời quý anh chị chúng ta cùng vào bên trong này để xem bên trong này nội thất chủ nhà đã bố trí như thế nào. Đấy, chúng ta cùng ngó qua cái này, thì chỗ này còn có một cái hành lang của tòa nhà này, của căn nhà này, hành lang của căn nhà. Đó, chúng ta có thể đi ra đằng sau lối này. Đây là cửa ra vào. Một cái cửa rất là chắc chắn, được làm bằng mã cửa sổ tự động. Rồi, mời anh chị vào. Cái cửa này nó kết hợp với cái sự hoa văn cùng với lại cái màu của cái nhà này là tô thêm cái sự sang trọng, tô thêm cái sự rất là đẹp cho cái ngôi nhà. Cây hai bên này đẹp lắm, rất là đẹp các bạn. Là cái khu vực phòng khách. Toàn bộ đây là khu vực phòng khách dưới tầng 1. Phòng khách ở ngoài này. Phòng khách ở ngoài này và chúng ta sẽ có một cái khu vực phòng bếp, bàn ăn ở trong này. Tổng diện tích mặt sàn này là 111,9 m. Đấy. Thì chúng ta sẽ có một cái khu vực phòng khách này cực kỳ là to và rộng, và gia chủ đã làm một cái bộ sofa rất là lớn ở giữa phòng khách để tiếp đón. Cái đoạn cái sofa này có thể là ngồi được rất là nhiều người. Có thể là 7, 8, 9 người, rất là rộng và hoàn toàn thoải mái luôn. Ngồi đây cái khoảng cách xem tivi rất là xa, rất là hợp lý. Đấy. Gia chủ cũng không quên là dành một cái góc này để làm bàn thờ. Đó, chỗ này. Biệt thự thì ngay đây chúng ta sẽ thấy rằng là có một cái ô cửa sáng, cửa kính sáng mà là được gia chủ đã thiết kế này, nhìn sang rất là sang trọng, thoáng, cùng với những hệ đề co, đèn điện, rèm cửa cực kỳ là hợp lý. Cái không gian này nó quá là thoải mái và cực kỳ là có cái gì đó cảm rất là thích, rất là mát và thoáng. Khi mà mọi ánh sáng thiết kế cửa tràn ngập ánh sáng rất là nhiều năng lượng đối với một căn. Đây, các bạn có thể nhìn thấy này, một cửa sổ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7 cửa sổ xung quanh nhà, thoáng, thiết kế rất là thoáng. Đây, đó, chỗ này là khu vực bàn ăn cho cả đại gia đình, 6, 7, 8, 9, 10, có thể ngồi được 10 người ở chỗ này. Đấy, ngồi đây và ăn uống cây cuốn ở bên nhau, ở trong một cái không gian phòng bếp, phòng khách, thông suốt này. Có không gian rất là ấm cúng. Đấy, nấu ăn thì chúng ta cùng đi tham quan cái khu bếp. Khu bếp là cái mà nơi rất là nhiều chị em phụ nữ rất là quan tâm. Cái khu bếp này nó nằm ngay dưới đây.
ngay dưới chỗ bàn ăn. Đây là cái khu vực bàn đảo rất là rộng để cho chúng ta có thể để rất là nhiều thứ ở trên này. Bếp này, một hệ thống tủ bếp rất là đẹp. Và anh chị có thể thấy rằng nó là một khoảng sân nữa, một khoảng sân rộng nữa ở ngoài này. Đó, chúng ta sẽ xem tham quan xem là cái khoảng không đằng sau khu bếp này nó sẽ là cái khoảng không gì. Xin mời. Đó, tên tên. Đó. Thật là bất ngờ, đây chính là cái không gian đằng sau khu nhà. Chúng ta lại có một cái sân rất là rộng. Đây, gia chủ đã trồng một những cái cây này rất là đẹp, rất là hợp lý. Và có những cái bàn này. Đó, rồi đây là những cái tiểu cảnh ở đằng sau nhà rất là đẹp, thoáng. Đặc biệt hơn là cái con sông này. Con sông rất là đẹp và xanh, mát ở sau khu nhà. Đây thật sự là một cái không gian rất là gần gũi với thiên nhiên, rất là gần gũi với thiên nhiên, sinh thái và rất là yên tĩnh, rất là thích. Đây chắc chắn là sẽ là cái niềm mơ ước của rất là nhiều người, đó chính là có một cái con sông xanh mát ở ngay đằng sau nhà. Đấy. Về chiều tối hoặc là chúng ta có thể có những thời gian nghỉ ngơi, có thể cầm cần câu ra đây câu cá, hoặc là có thể là ra đây hóng mát, ngắm cảnh, uống thiên nhiên rất là chill ở ngoài này. Hoặc là gia chủ có thể là tổ chức những cái buổi tiệc nướng BBQ ở ngoài này cũng rất là phù hợp, rất là thích. Đấy, các bạn có thể thấy rằng là toàn bộ cái khu vực này nó quá là tuyệt vời. Chúng ta sẽ đi lên tầng 2 để xem các phòng ngủ được bố trí như thế nào. Đã đứng ở trên chỗ khu vực tầng 2, gia chủ đã đề co những cái bức tranh như thế này để có sự điểm nhấn. Đây là phòng ngủ thứ nhất này. Phòng ngủ này chắc hẳn là sẽ cho một bạn, một phòng ngủ rất là rộng. Xin mời các anh chị. Phòng ngủ này có cái view nhìn ra đằng sau. View nhìn ra đằng sau cái chỗ con sông vừa nãy của chúng ta vừa nhìn đó. Và cũng có một cái ban công ở ngoài này luôn. Ban công. Một cái phòng ngủ rất là rộng rãi. Đặc biệt hơn là trong phòng ngủ này còn có cả một hệ tủ quần áo, nhà vệ sinh khép kín luôn ở trong này. Tất cả đều đầy đủ và có rất là nhiều ánh sáng, rất là nhiều cửa sổ xung quanh đây. Phòng bên cạnh này chắc chắn hẳn là của gia chủ rồi. Cũng vẫn là một chiếc ban công ở đây. Ban công nhìn ra chỗ phía cổng. Phòng ngủ rất là to, rất là rộng. Hơn hết là vẫn là một cái hệ tủ rất là rộng thay quần áo ở trong này. Với hệ tủ rất là to để được rất là nhiều quần áo. Đặc biệt là với các chị em thì chắc hẳn đây sẽ là một cái không gian lý tưởng để quần áo rồi đồ mọi thứ. Và đây là cái nhà vệ sinh khép kín ở bên trong này. Đó, nhà vệ sinh rất là rộng luôn, kèm bồn tắm. Nhà vệ sinh có cả bồn tắm luôn. Đã lên tầng 3. Tầng 3 nhá. Tầng 3 dường như là rất là mới, chưa thấy có ai ở đây thì cả. Phải. Chủ nhà như là không mấy khi sử dụng ở tầng 3 hay sao ấy. Vẫn là một chiếc ban công. Mình để ý rằng là phòng nào cũng có một chiếc ban công và một cái cửa như này. Vẫn là không gian xanh, vẫn là con sông đấy. Tầng 3. Rất là rộng, chưa thấy ở cái gì cả. Vẫn là hệ tủ quần áo và một chiếc nhà vệ sinh trong này. Đây, xin mời các bạn vào đây. Đó. Rất nhiều cánh cửa sổ, rất thoáng. Tầng 3 thì chúng ta sẽ có một không gian bên này sẽ là một cái phòng ngủ to nữa. Một phòng ngủ to ở bên này và một cái chỗ để phơi phóng giặt giũ quần áo thì ở bên này. Đấy. Nhiều nhà thay vì để quần áo đây thì mọi người hoàn toàn có thể set up một khu vực để uống cà phê hay là một nơi chill chill để ngồi ngoài đây cũng rất là tốt này, rất là hay. Cộng là chúng ta mới đi tham quan được có 4 phòng ngủ. Thế thì chị chủ nhà bảo có 6 phòng ngủ, vậy thì còn 2 phòng ngủ nữa ở đâu? Đã thấy dẫn các bạn đi tham quan 2 phòng ngủ còn lại. Cực kỳ bất ngờ. Xin mời. Nó nằm ở phía dưới của các bạn. Chính là 2 phòng lối đi xuống. Rồi đi xuống từ tầng 1. Tầng 1 là từ phòng khách này. Từ phòng khách đi xuống đây. Rất là bất ngờ. Thì chúng ta có 2 tầng, 2 phòng ngủ nữa ở dưới tầng hầm, tầng âm của tòa nhà.
nó làm cho Đạo liên tưởng đến những cái bộ phim mà những cái căn biệt thự của bên Mỹ thường là phong cách người ta thiết kế là hay có những cái tầng hầm ở dưới tòa nhà. Và đây chúng ta sẽ, hôm nay chúng ta sẽ bắt gặp được những cái tầng hầm, tầng âm đó. Hay một cái căn phòng nữa, một cái căn phòng nữa rất là rộng, rất là to. Ở phía dưới này thì hiện tại gia chủ đang dùng để đồ, để kho ở dưới này. Đấy, sofa các thứ, rất là nhiều thứ. Và rất là hay, một căn biệt thự mà có một cái khu vực như thế này. Đây, xin mời quý anh chị chúng ta vào đây tham quan xem cái khu vực này sẽ để làm gì ta. Đây, chị chủ đã thiết kế thành một nơi xông hơi, xông khô trong đây. Đó, một nơi để chăm sóc sức khỏe. Chỗ này là một cái bồn sục tắm rất to trong đây. Có một cái phòng khép kín ở trong này nữa, một cái phòng nữa thì hiện tại vẫn đang để làm kho, ít khi dùng đến. Đấy, thì chắc hẳn là cái phòng này sẽ đang dùng để cho chị, cho cô giúp việc. Đó, một cái căn phòng dưới tầng hầm. Và vẫn có những cái nhà vệ sinh riêng. Hầu hết chúng ta đi xem phòng nào thiết kế cũng sẽ có cái sự riêng tư, có nhà vệ sinh riêng. Đây, với hẳn một cái căn nhà mà có cái tầng hầm như thế này thì có thể là chúng ta sẽ có rất là nhiều cái ý tưởng khi mà thiết kế ở trong khu vực này. Vừa rồi chúng ta đã đi tham quan toàn bộ cái căn biệt thự hoa sữa tại Vinhome Riverside trong ngày hôm nay. Tại thì chị chủ nhà đang nhờ Đạo để giao bán cái căn biệt thự này. Nếu mà anh chị quan tâm có thể là comment hoặc là liên hệ với Đạo dưới số điện thoại ở phía dưới. Đạo sẽ tư vấn chi tiết cho quý anh chị. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị trong những tập tiếp theo. Xin chào.